nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sinh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu Trung tâm Giở Lòng Quốc học Hiếu Liêm Tập 7 các vị bằng hữu chào mọi người nội dung chúng ta vừa mới nhắc đến là quan hệ cha con ở trong quan hệ cha con điều quan trọng nhất chính là đạo hiếu chữ hiếu này là chữ hội ý là một chữ lão cùng với một chữ tử hợp chung là với nhau thì thành chữ hiếu lão là chỉ cho thế hệ trước tử là chỉ cho thế hệ sau thế hệ trước cùng thế hệ sau hòa hợp thành một thể gọi là hiếu cho nên thế hệ trước với thế hệ sau quan hệ mật thiết không thể tách rời chúng ta thấy cái chữ này là giống như một người con cũng một người cha cho nên thế hệ trước niệm niệm luôn nghĩ đến làm thế nào Bồi dưỡng tốt thế hệ sau Mới có thể tròn trách nhiệm Đối với tổ tiên của họ Cha mẹ của họ Thậm chí là vì ra một người con tốt cho xã hội Cũng là làm tròn trách nhiệm với xã hội Và con niệm niệm cổng cha Cũng chính là nói niệm niệm Đem trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ đặt lên trên vai Luôn luôn nghĩ đến cha mẹ làm sao để cha mẹ vui sướng hơn Đời sống viên mãn hơn Cho nên người con hiếu thời cổ đại Quá thật là cái chủ tâm đó của họ Đều có thể từng giây từng phút Nghĩ đến cha mẹ Cổ đại có một người con hiếu rất nổi tiếng Đó là Tăng Tử Tăng Sâm Ông có một lần lên núi đốn củi Ngay lúc đó Bạn của ông đến tìm ông Thời xưa khi bạn đến tìm Có thể là đi hai ba ngày đường rất dài Mới đến được Mẹ của ông là người rất trung hậu Nghĩ là bạn đã tìm đến như vậy Xa như vậy mà đến Nếu như lại không gặp được tăng xâm Như vậy thì thật không nỡ lòng nào với bạn Lập tức Bà liền chích kim vào trong tay của mình Cây kim này chích vào thì tăng sâm lập tức cảm thấy đau tim lập tức cảm thấy nhất định là mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi liền nhanh chóng đi về nhà cuối cùng khi về đến nhà nhìn thấy mẹ ông vẫn chưa nói gì lập tức quỳ xuống và nói mẹ ơi rốt cuộc có chuyện gì mà sao tim của con đau một trận vậy cuối cùng mẹ ông mới giải thích cho ông bởi vì có bạn đến thăm mẹ muốn nhanh chóng còi con về cho nên mẹ mới làm như vậy cho nên thời xưa người làm phận con cái có thật là niệm niệm luôn nghĩ đến cha mẹ thế thì chúng ta hiện nay thế thì chúng ta hiện nay suy nghĩ xem bản thân chúng ta đối với cha mẹ có còn thái độ như vậy hay không? Tại vì sao không có? Vì sao không có vậy? Chúng ta hồi tưởng một chút lúc nhỏ có người nào dạy chúng ta phải hiếu thuận hay không? Không có người dạy. Mỗi ngày trong đầu nghĩ điều gì vậy? Có lẽ niệm niệm là nghĩ đến bản thân. Chúng tôi thường hay hỏi các em nhỏ. Con ơi mẹ con thích ăn món gì Chúng đều nói không biết Cuối cùng tôi liền hỏi nó Tôi nói Mẹ con có biết con thích ăn món gì không Chúng tôi đương nhiên biết Nào là món này Nào là món kia Đã nói rất nhiều món Tôi nói con thấy Mẹ luôn luôn nghĩ đến con Để biết con muốn ăn món gì Mẹ quan tâm con như vậy Con làm thế nào để báo đáp lại mẹ đây rõ ràng ngay cả mẹ muốn ăn món gì cũng không biết cha mẹ thích dốc lòng làm những món cha mẹ ưa thích chúng ta tận tâm tận lực đáp ứng cho cha mẹ phụng dưỡng cha mẹ cho nên chúng tôi liền nói với các em nhỏ sau này khi mua đồ trước tiên mua món gì trước tiên mua món gì mà mẹ thích ăn nhờ bởi sự so sánh này khiến chúng cảm nhận được mẹ yêu thương chúng ta như vậy Chúng ta lại ngay cả cái cơ bản giống như vậy cũng không biết Cho nên người xưa có tâm hiếu như vậy Cũng là quyết định bởi cha mẹ của họ Có làm ra tấm gương tốt Lại cộng thêm Ở trong giáo dục Lấy đạo hiếu làm căn bản Từ nhỏ đã dạy họ hiếu Thậm chí là giữa hàng xóm láng giềng với nhau Nhìn thấy người con hiếu Đều vô cùng thâm phục, tôn kính Thậm chí là nói theo cho nên phong khí xã hội vào thời xưa cũng rất tốt Hiện nay thật sự ở trong xã hội Muốn nghe thấy người con hiếu có dễ hay không Không dễ dàng dạ. Cho nên chúng ta hiện nay đã bị gián đoạn hai ba đời rồi Cần phải bắt đầu lại từ đầu Làm sao hướng dẫn con trẻ tận hiếu đạo Ở trong giáo dục của chúng ta Thường thường sẽ từ Toàn bộ quá trình mang thai Đến sinh ra Tiếp sau đó là dưỡng dục của người mẹ Khiến nó thể hội được ân đức của cha mẹ Cái gọi là biết ân Mới có thể báo ân Biết ân mới có thể báo ân Cho nên chúng tôi vừa mở đầu liền nói với các em nhỏ Phật Đà có một lần đi qua một nơi nọ Nhìn thấy trên đất có một đống xương trắng Phật Đà trước tiên liền đảnh lễ Là đảnh lễ những xương trắng này Sau khi đảnh lễ xong Học trò liền hỏi Bạch Phật Tại vì sao Ngài lại đảnh lễ với đống xương trắng này vậy Phật Đà liền nói Những xương trắng này có thể đều là tổ tiên trước đây của chúng ta Chúng ta cần phải lễ kính đối với tổ tiên Sau khi Ngài lễ đóng xương trắng này xong Phật Đà liền bảo học trò Đem phân đóng xương này ra Xương nào tương đối đen để qua một bên Xương nào tương đối trắng để qua một bên Học trò liền hỏi Tại vì sao hai đóng xương này một bên lại tương đối đen Một bên tương đối trắng vậy Đức Phật liền nói tiếp Đóng xương đen này là xương của người mẹ Bởi vì Người mẹ trong quá trình mang thai Toàn bộ Dinh dưỡng của thai nhi Đều phải lấy ra từ trong cơ thể của người mẹ Cho nên chất canxi mất đi rất nhiều Sau đó bởi vì trong quá trình dưỡng dục vô cùng vất vả Cho nên thân thể người mẹ sẽ ngày dần tiều tụy đi Hơn nữa trong toàn bộ quá trình mang thai Là thời gian 10 tháng 10 tháng mang thai là nặng mấy chục cân Vô cùng cực nhọc Chúng tôi đã làm một cái thí nghiệm Phát cho mọi đứa bé giữ một trứng gà Để nó giữ gìn quả trứng gà này trong một ngày Cái gì bằng hữu Kết quả như thế nào vậy? Kết quả là Các trứng gà gần như là toàn bộ hỏng sạch Chúng gìn giữ cái trứng gà này Khoảng chừng 3 phút Thì lại quên mất Dần dần đều bị rơi lăn lóc ra cả sở dĩ vừa rơi lăn lóc ra như vậy thì trứng gà lập tức bị dở hết chúng tôi nhờ vào cái thể hội này nói với học trò các con thấy gìn giữ một cái quả trứng gà rất nhỏ bé một ngày còn không giữ nổi còn người mẹ gìn giữ các con của mình lớn như vậy thì nhìn giữ bao lâu vậy? Là 10 tháng. Cho nên vô cùng khó nhọc. Mang thai đến lúc hậu kỳ, nằm cũng nằm không thoải mái, ngủ cũng không ngủ yên. Sau 10 tháng phải sinh sản, lúc đó càng rất đau khổ, cũng rất đau khổ hơn. Cái đau khi sinh con còn đau hơn cả bị ung thư. ở trong phòng sản có những cái giường dùng cho sinh sản ở trên giường có hai thanh trụ sắt rất thô cái gì bằng hữu tại vì sao có hai thanh trụ sắt đó vậy khi đau có thể níu một chút có thể nắm lấy một chút đem cái đau này dịch và chuyển vào trong cái sức níu này cho nên rất là dứt giả Chúng tôi nói với các em nhỏ Hai thanh trụ sắt đó Đã bị công hết rồi Sức mạnh nào Khiến cho trụ sắt bị công hết vậy Là nỗi đau sinh con của người mẹ Khiến ngay cả cái trụ sắt còn bị kéo công Cho nên hai trụ sắt này Đã chứng kiến lợi dất giả Khó nhọc sinh con của người mẹ Chúng tôi liền nói tiếp với các em nhỏ Sau khi người mẹ sinh sản xong Có nói là tôi đau chết rồi không? Hay là Sau khi con của họ lớn khôn Họ liền nói với con Lúc mẹ sinh con Đau chết đi được Có nói như vậy không? Đều không có Mặc dù họ đã trải qua đau khổ như vậy Sau khi sinh con xong Ý nghĩ đầu tiên là gì? ý nghĩ là liền nghĩ đến con mình có khỏe không, con hiện nay như thế nào, cho nên sự quan tâm của người mẹ đối với con, ngay cả đau khổ, đau như vậy, họ đều có thể buông xả, đây là ân đức sinh thành của người mẹ. Để sinh con ra xong rồi, thì càng chất giả hơn. Cho nên chúng tôi có một phụ huynh liền nói Mà nói mang thai trước khi còn chưa sinh ra Cảm thấy hy vọng mau mau sinh con ra Sau khi sinh ra xong Thì cảm thấy rất muốn Đem con đưa vào lại Đừng sách nữa Vì sao vậy? Bởi vì sau khi sinh ra Thì càng vất vả hơn Thậm chí là ngay cả ngủ Cũng ngủ không yên Tôi còn nhớ cháu trai gọi tôi bằng cậu nó trước một tuổi rất nhiều thời gian đều ở nhờ vào nhà chúng tôi tối một hôm nó không ngủ cứ ở đó khóc người trong nhà cứ thi nhau chịu trận người này đổi người kia bởi vì bế đổi tay rất nhanh tôi cũng trở thành một người trong đội ngũ này nhưng mà tôi khoảng chừng nửa giờ là đổi tay khác rồi cho nên quả thật là người mẹ nuôi dạy con thật sự là rất vất vả rất khó nhọc xin con ra người mẹ còn phải cho bú thì phải mau mau ăn thật nhiều thức ăn có dinh dưỡng để cung cấp cho con trong thời kỳ mang thai rất nhiều người mẹ bởi vì cơ thể phản ứng nên cũng thường hay bị nôn ói nhưng mà những người mẹ này vẫn cứ cố ép mình phải nuốt thức ăn vào vì sao vậy bởi vì nghĩ là những chất dinh dưỡng này nếu ăn vào mới có thể khiến thai nhi khỏe mạnh hơn vì vậy toàn bộ công việc dưỡng dục sau khi sinh ra này cũng là khiến cho người mẹ vô cùng mệt nhọc tôi nghe Ông nội tôi kể Mẹ tôi sinh ra Ba anh em tôi Và chúng tôi ba người con này Đều phải nuôi bằng sữa mẹ Mẹ buổi sáng Vẫn phải đi làm Cho nên buổi sáng vào lớp dậy đến tiết thứ hai Còn phải lập tức lợi dụng thời gian ra chơi Chạy nhanh về nhà Để cho con bú Sau khi cho bú xong thì lập tức lại chạy trở về trường Để dạy học tiếp Mẹ tôi nói Bà nói vậy chúng tôi lúc nhỏ Thường thường Thời gian tăng học Thì quá mệt rồi Chú vừa reo thì liền nằm lăn ra bàn Ngủ ngay trên bàn Mẹ nói không biết có bao nhiêu tiết học Đều là học trò của mẹ Gọi mẹ dậy Cô ơi đến giờ học rồi Quá thật là vừa phải làm việc vừa phải làm mẹ vừa phải có thể sắp xếp tốt mọi việc trong nhà quả thật là rất vất vả cho nên chúng tôi ở trong quá trình hướng dẫn khiến người con hiểu được toàn bộ trưởng thành của họ đều là người mẹ vô cùng vất vả khiến họ có thể cảm niệm ân đức của mẹ đối với họ rất nhiều người con trong quá trình nghe cũng rất cảm động thậm chí là có một số người con còn đầm đìa rơi lệ giờ chúng ta tiến thêm một bước nữa hướng dẫn các em chúng ta đã biết ân đức của mẹ thì cần phải biết báo ân là một người con hiếu thảo Vậy thì làm thế nào làm một người con hiếu thảo Có phải là sau khi lớn lên Kiếm nhiều tiền cho mẹ tiêu xài hay không Mua nhà lớn cho mẹ ở Việc này quá xa vời Cho nên chúng tôi hướng dẫn các em Là khiến chúng có thể bắt đầu từ nghĩ sau đó Áp dụng vào trong đời sống Hướng dẫn các em Em cầm một đôi dép Cũng là một việc giúp đỡ cho mẹ Thậm chí là Giúp mẹ lau nhà Giúp mẹ Chia sẻ nỗi sầu lo Đây đều là trọn một phần tâm hiếu như vậy làm thế nào thực tiễn đạo hiếu Thì giáo trình tốt nhất Chính là đệ tử quy của chúng ta Cho nên đối với các em Chỉ cần em làm được một điều nhập tất hiếu đệ tử quy chính là chọn một phần tâm hiếu bắt đầu chọn từ đâu vậy đệ tử quy của chúng ta câu đầu tiên nói đến cha mẹ gọi trả lời ngay cha mẹ bảo chớ làm biến bắt đầu thâm nhập bắt đầu làm từ thái độ cung kính đối với cha mẹ dạy bảo Giống như ở trong Địa Tử Quy có một câu Đông phải ấm, hạ phải mát Cái điện tích đông ấm hạ mát này Là thời Đông Hán Có một người học trò tên là Hoàng Hương Mẹ của cậu qua đời rất là sớm Cho nên Cậu sống một mình Cùng với cha của mình Bởi vì sức khỏe của cha cậu không được tốt cho nên Cậu rất thấu hiểu tình trạng của cha Trong lúc mùa đông Bởi vì thời tiết rất lạnh Cho nên Cậu liền trước tiên của người vào trong chăn Để làm chăn ấm lên Mùa hè Tương đối nóng Cậu trước tiên dùng quạt Để quạt mát giường Sau đó mời cha lên nằm ngủ Từng đi từng tí đều là đang quan sát nhu cầu của cha mẹ là gì chúng tôi lại tiến thêm một bước hước nhận các em hoàng hương nhìn thấy cha mẹ sẽ lạnh sẽ nóng cho nên cậu biết đi làm những công việc này các em nhỏ ơi ở trong đời sống cha mẹ chúng ta còn có những nhu cầu nào nữa chúng ta cần phải tận tâm tận lực làm cho tốt chúng tôi lại tiến thêm một bước hướng dẫn các em các em liền suy nghĩ có khi ở trong quá trình dạy các em thường xuyên biết dùng một số vấn đề để khiến chúng cảm nhận có một số em đã đói lúc mẹ có thể bị đói có thể bị khác chúng ta lập tức biết rót ly nước mang một số đồ ăn cho mẹ ăn thậm chí là sau khi cha mẹ đi làm về cảm thấy rất mệt do lúc này chúng ta có thể học tập làm sao biết xoa bóp phục vụ cho cha mẹ một chút tin là mặc dù kỹ thuật của bạn chưa phải thật tốt bạn có cái tâm hiếu này thì mẹ nhất định sẽ cảm thấy rất thoải mái rất an ủi cho nên từ nhu cầu ở trong đời sống mà hướng dẫn các em ở trong đệ tử quy lại có nói đến đi phải thưa về phải trình chúng ta bổn phận làm con ở đâu cũng không được để cha mẹ lo lắng cho nên đi đến nơi nào nhất định phải nói cho cha mẹ biết tất cả mọi hành động của chúng ta đều có thể khiến cha mẹ yên tâm đây chính là đang trọn phần hiếu đạo đệ tử quy lại nói việc tuy nhỏ chớ tự làm chúng tôi thường hay hỏi các em những việc nào không được tự ý làm sau khi làm sẽ khiến cha mẹ bị xấu hổ hoặc giả là khiến cha mẹ lo lắng các em thực ra phản ứng đều rất tốt chúng tôi cũng thường hay nhắc đến là những việc không lễ phép thì không được làm những việc sẽ khiến cho mình nguy hiểm thì không được làm cho nên thông qua chúng tôi hướng dẫn như vậy thì hạnh hiếu của các em đều sẽ từng ly từng tí thực tiễn vào trong gia đình các em thực tiễn vào trong đời sống của các em đây mới là đem đức hạnh áp dụng vào trong đời thực cho nên chỉ dạy hiếu cho các em tuyệt đối không phải là công phu của một ngày hai ngày cần phải trải qua sự hướng dẫn và nhắc nhở từng ly từng tí của các em ở trong đời sống cho nên có rất nhiều thầy cô chúng tôi họ dạy để tư quy dạy hiếu đều là kiên trì nửa năm trở lên khiến toàn bộ hành vi của các em đều đi vào quỹ đạo để phần tâm hiếu này nội hóa hoàn toàn thành chủ tâm của họ ở trong dạy hiếu chúng ta vừa rồi mới nhắc đến có một điểm rất quan trọng chính là bậc làm cha mẹ nhất định phải tự mình làm gương phần làm con ở trong hiếu thuận cha mẹ chúng ta có thể từ mấy góc độ mà suy nghĩ mà dùng tâm từ những góc độ nào vậy? Từ phụng dưỡng thân của cha mẹ, dưỡng tâm của cha mẹ, dưỡng trí của cha mẹ, và còn dưỡng trí huệ của cha mẹ. Chúng ta nói dưỡng thân của cha mẹ. Đại biểu là sức khỏe thân thể của cha mẹ Chúng ta phải luôn luôn biết quan tâm Ở trong sách cổ có ghi chép Hầu như người già 60 tuổi trở lên Thì chúng ta phải quan tâm Chăm sóc họ giống như trẻ con vậy Người già lúc tuổi về chiều Rất dễ cảm thấy hiu quạnh cô đơn Và sức khỏe cũng tương đối suy yếu xuống dần cho nên chúng ta cần phải thường xuyên cảm thông tình trạng sức khỏe của cha mẹ sau đó chọn cái phần tâm hiếu làm tấm gương tốt cho con cái của chúng ta giống như lúc thời tiết xuân thu hiện nay nhiệt độ biến đổi rất nhanh vào lúc này nếu như chúng ta không có cách gì trở về nhà thì cần phải gọi một cuộc điện thoại hỏi xem cha mẹ có quần áo ấm này hay không Chân bền có đủ hay không Như gọi điện thoại này Thì con của bạn ở bên cạnh Cũng có thể cảm nhận được Bạn luôn luôn quan tâm sức khỏe của cha mẹ Chúng cũng có thể cảm nhận được Phần làm con có tâm hiếu của cha mẹ Sau đó sức khỏe cha mẹ Chúng luôn luôn có thể chú ý đến Và quan tâm sức khỏe của cha mẹ Phải có trí thức đúng đắn mới được ý thức đúng đắn. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, nếu như cha mẹ bị bệnh thì làm thế nào? Đi khám bác sĩ. Phản ứng trực giác đều là đi khám bác sĩ, khám bác sĩ gì? Thực ra người Trung Quốc đối với sức khỏe mà nói, việc xem trọng nhất là trị lúc chưa bị bệnh, vẫn chưa sanh bệnh chứ không phải trị đã bị bệnh. Cho nên cái mà người Trung Quốc đặc biệt chú trọng là phương pháp dưỡng sinh Tuyệt đối không phải đợi đến bị bệnh rồi mới đi dự phòng Thế thì rất vất giả Chúng ta suy nghĩ một chút Có người nào bị cao huyết áp đưa đến bệnh viện Sau đó khỏi cao huyết áp rồi Có hay không? Có người nào bị bệnh tiểu đường đến Tây Y để khám Sau đó khám đến cuối cùng bệnh tiểu đường khỏi hay không? Có người nào bị bệnh ung thư Đến thầy y khám sau đó gì nói ung thư khỏi rồi không Thầy y khám đều là trừ bỏ hết triệu chứng của bạn Thí dụ nói cao huyết áp Cao huyết áp là bởi vì mạch máu tắt nghẽn rồi Tắt nghẽn rồi thì rất không thoải mái Cho nên vừa uống cái thuốc đó vào Thì mạch máu của bạn lập tức như thế nào vậy? Mở rộng Mở rộng thì cái huyết dịch này hơi chảy qua được Cho nên bạn liền hết mệt Giống như sắp tiêu rồi Giống như tắt nghẽn rồi Mạch máu liền mở rộng ra Cho nên chúng ta thường hay nhìn thấy Người bị bệnh tim đều như thế nào gì Mà mau đem thuốc đến đây Cái thuốc đó uống vào là triệu chứng mất hết Nhưng mà mạch máu của họ mỗi ngày Mỗi ngày bị nhão ra Đến cuối cùng mạch máu bị hư hết Cho nên đều chỉ là điều trị hết triệu chứng mà thôi Đến cuối cùng chúng ta hãy suy nghĩ xem Nếu như bạn là người 40-50 tuổi Đã bắt đầu theo uống thuốc Tây phải uống thuốc bao lâu Phải uống thuốc cả đời Cho nên chúng ta xem thấy rất nhiều người già Khi đi du lịch Ở trong mỗi bao Là đựng rất nhiều thứ gì gì Bao này bao kia Đều là thuốc Tây Khi cha mẹ chúng ta tuổi về chịu Đều là đi cùng với những thứ thuốc này Trong cuộc đời Thì cuộc sống có dễ chịu hay không Không dễ chịu Cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu càng nhiều đạo dưỡng sinh đúng đắn hơn để khiến sức khỏe của cha mẹ thật sự không cần thiết phải dựa vào những thứ thuốc tây này như vậy mới là phương hướng đúng đắn bình thường phải dặn đi dặn lại cha mẹ nhiều lần không nên ăn quá mặn không nên ăn quá béo nhắc nhở họ nhiều về phương diện này sau đó ở trong ăn uống khiến họ hiểu cần ăn nhiều rau quả bởi vì cơ thể khỏe mạnh là trạng thái có tính kiềm yếu Mà thực vật từ các loại thịt đều là có tính axit Cho nên lâu ngày dậy tháng Thể chất bị axit hóa Có một câu nói nói là thể chất có tính axit là nguồn gốc của mọi bệnh Cho nên chúng ta cần phải hướng dẫn cha mẹ đạo dưỡng sinh Khiến cơ thể dần dần chuyên về tính kiềm yếu Thì tình trạng sức khỏe mới có thể tốt được Nếu không như vậy Chúng ta hãy suy nghĩ xem Tất cả nội tạng của bạn Đều nó ngâm vào trong chất chứa axit sẽ như thế nào vậy Những nội tạng này sẽ nhanh chóng Bị thoái hóa hết Chúng ta đều không thể nghe thấy nội tạng đang kêu gào Đều không nghe thấy chúng đó nói tôi sắp bị tắt thở rồi Để tôi ngâm vào trong dung dịch axit như vậy cho nên những quan niệm dưỡng thân đúng đắn này của cha mẹ cũng cần thông qua sự hướng dẫn từng ly từng tí của chúng ta cho họ tích lũy cho họ họ mới biết dưỡng thân như thế nào vì phương diện đi khám bác sĩ cá nhân tôi tương đối tán thành khám đông y đông y là trị gốc không phải chỉ trị ngọn sở dĩ người thời đại hiện nay đều thích nghe lừa gạt chứ không nghe khuyên Nhận giả Không nhận thật Dùng y học để nói Đi thăm khám một vị đông y Sau khi họ xem mạch cho bạn xong Nói băng dậy ba thước Không phải một sớm một chiều mà ra Nói với bạn bệnh này Cần phải điều dưỡng nửa năm Mới có thể điều chỉnh cơ thể khỏe được Rất nhiều người vừa nghe nửa năm thì như thế nào Sợ chết khiếp Tôi đâu có nhiều thời gian gì để điều dưỡng Cuối cùng thấy y nói với họ vừa tiêm vào một cái lập tức thấy dĩ chịu ngay Họ rất vui mừng Lập tức liền tiêm ngay Nhưng mà từ đây vì sao Họ cần phải dựa vào tim Dựa vào thuốc để mà sống Giả lại tác dụng phụ phía sau đặc biệt là lớn Cho nên bản thân chúng ta Cần thật sự có tri thức đúng đắn Mới có thể khiến mình khỏe mạnh cũng mới có thể khiến cha mẹ có được cơ thể khỏe mạnh tiếp đến dưỡng tâm của cha mẹ chính là bạn luôn luôn có thể chú ý đến tâm trạng của cha mẹ thí dụ nói mẹ gọi điện thoại cho bạn sau đó nói chuyện đông chuyện tây cuối cùng bạn cũng nghe ra được là mẹ đang nhớ chúng ta Chứ lúc này không đợi mẹ mở miệng cần phải chủ động để về thăm nôm có một số người già không chỉ nhớ đến con cái của mình mà tôi còn nhớ đến con cháu nhiều lúc này chúng ta có thể thấu hiểu được cái tâm này của cha mẹ nhanh chóng về nhà để thăm viếng chúng tôi có một cô giáo cô vào tết nguyên tiêu năm nay đến nghe bài giảng văn hóa trung quốc sau khi nghe xong có vô cùng quan hỷ Tôi mỗi lần khi nhìn thấy cô giàu nghe giảng Đều là vô cùng chuyên chú Chỉ cần giảng đến những câu chuyện của Thánh Hiền Cô lập tức cầm bút viết tốc ký Ghi nó lại Kết quả sau khi trải qua 3 tháng Có một hôm cô liền đi lên phía trước Nghe giảng nghe được 3 tháng Cô hoàn toàn không nói với tôi lời nào Sau 3 tháng mới đi lên buộc giảng Để thịnh giáo với tôi một vấn đề Và tôi liền hỏi cô trước tôi nói cô nghe giảng 3 tháng rồi Sao hoàn toàn không có nói với em lời nào vậy à Cô nói thầy thái, Tôi thấy thầy quá bận Quá vất giả rồi Tôi không muốn quấy rầy thầy tôi nghe xong rất cảm động Tâm của cô luôn luôn cảm thông người khác Cô nói cô nghe được 3 tháng Cảm thấy mình vẫn còn rất có ích cho gia đình Cô nói không thể chỉ có ích cho người trong gia đình của cô Cô hy vọng có thể đóng góp cho quê cũ để dạy một số em nhỏ tương đối thất học Có thể đem những lời giáo huấn Đức hạnh trí huệ của thánh hiền này Có thể cũng khiến cho chúng có cơ hội học tập Chúng tôi khi nghe vậy Thì rất vui mừng Cũng rất tùy hỷ cái phần phát tâm này của cô Cho nên tôi lập tức Đã đem rất nhiều tài liệu giảng dạy Hơn 700 câu chuyện giáo dục về đạo đức Lập tức tặng cho cô Sau đó rất nhiều thầy cô hiểu được Cái ý định này của cô liền đem kinh nghiệm dạy học rất quý báu chia sẻ với cô cho nên cô rất nhanh chóng liền dạy rất trôi chảy vì tính đến nay cũng đã 8 tháng rồi cuối cùng có một lần cha của cô điện thoại cho cô sau đó liền nói với cô từ này ông nói con à con đã tìm được giá trị của cuộc sống cha rất vui mừng và hành vi của con cha cảm thấy rất vinh dự một người cha nói ra cái lời này như vậy để biểu cha đối với cái hành vi đóng góp cho quê nhà này của cô ở trong tâm rất tán thành hơn nữa chúng tôi tin cha của cô cũng có cái chí hướng này muốn lợi ích xã hội và sau khi con gái ông làm được rồi Ông cảm thấy rất quan nghĩ Cũng rất là an ủi Đây cũng là chúng ta tiếp nối Chí hướng của cha mẹ Để đóng góp cho xã hội Đúng lúc có một lần Câu từ này đang dạy các em nhỏ Trong đó một câu để tự quy kinh văn là Việc chú bác Như việc cha Việc anh họ Như anh ruột Lúc đang dạy câu kinh văn này cô này vô cùng có dụng ý. trước tiên cô mua một bao trái dại lớn, sau đó mang về quê cũ của cô. sau khi trở về rồi, cô liền bắt đầu hướng dẫn câu giáo huấn này. cô liền hướng dẫn các em nói: chúng ta học xong nhập tất hiếu, hiểu rõ được sự dứt giả dạ của cha mẹ, cho nên chúng ta từng gì từng phút phải phụng dưỡng cha mẹ, Và cha mẹ của người khác cũng rất vất vả giống như vậy cũng có cống hiến cho gia đình như vậy đối với xã hội cũng có đóng góp cho nên bất kỳ cha mẹ của người nào cũng đều đáng để chúng ta tôn kính hiếu kính sau khi giảng xong cô từ liền nói chúng ta sau khi học xong thì phải lập tức có thể làm được cho nên liền bảo những em nhỏ này mỗi người cầm trái giải Đến tặng cho người lớn Nhật bậc trưởng bối Ở trong toàn bộ quê của cô Cứ nhìn đám trẻ con Chạy khắp ở trong làng quê của cô Thiệt vui sao là vui Mỗi vị trưởng bối nhận được trái cây Từ những em nhỏ này tặng cho họ Trong lòng họ vô cùng qua nghĩ Cho nên ngày hôm đó Trong cả làng quê Loại phong khí kính lão tôn hiền này đã đạt đến đỉnh điểm kết quả ngày hôm sau cha của cô lại gọi một cuộc điện thoại cho cô này sau đó nói với cô ở trong làng rất nhiều bậc trưởng bối gọi điện thoại đến nhà những bậc trưởng bối này đã nói một câu nói họ nói ở trong làng chúng ta xưa nay chưa có một người con gái nào gả đi rồi mà quan tâm đến quê nhà của mình như vậy khi cha của cô đang nói câu nói này Tâm trạng của ông vô cùng vui mừng, quan hỷ Con gái nghe cha nói như vậy Người con gái trong lòng cũng rất an ủi Các vị bằng hữu, cái quan hỷ này của cha cô Có giống với mua một bộ y phục mới cho ông hay không? Là không như nhau mua một bộ đồ mới vui một chút nhưng hành vi của con gái khiến ông đáng được vinh dự cảm thấy thanh thản yên lòng có thể thích thú thanh thản yên lòng cả đời cho nên ở trong hiếu kinh nói lập thân hành đạo như một loại đức hạnh của mình để đóng góp cho cái xã hội này sau đó nổi danh nơi hậu thế chính là khiến đức hạnh của mình có thể hiến dân cho xã hội khiến toàn bộ nhân sĩ trong xã hội cảm nhận được cha mẹ của người đó nuôi dạy ra người con tốt như vậy mới khiến người con này có thể có thành tựu đóng góp cho xã hội như vậy cho nên gọi là duyên danh nơi hậu thế có thể làm vinh hiển cha mẹ khi chúng ta có thể dùng đức hạnh của mình khiến cho cha mẹ cảm nhận được vinh dự đó chính là một loại biểu hiện đại hiếu làm vinh hiển cha mẹ cho nên dưỡng tâm của cha mẹ dưỡng chí của cha mẹ chỉ cần bạn làm được đại hiếu có thể từ thành tựu của bản thân bạn để khiến nhân sĩ xã hội khẳng định sự chỉ dạy của cha mẹ bạn đối với bạn đây chính là dưỡng tâm của cha mẹ cũng là dưỡng chí của cha mẹ và cuối cùng điều chúng tôi nhắc đến là Diễn trí huệ của cha mẹ Một người đến lúc tuổi về chiều Cho dù có tiền cũng chưa chắc là vui sướng Chúng ta thường hay nhìn thấy rất nhiều người già Rất là có tiền Nhưng mà mỗi ngày Ở chỗ đó nghĩ có 10 triệu Muốn có 20 triệu Có 10 triệu nhìn thấy người khác 12 triệu Bản thân họ lại rất không thoải mái thường xuyên sống ở trong phiền não lo được lo mất cho nên khổng phu tử đã từng nhắc đến đời người có ba giới ở trong quá trình của đời người có ba việc phải đặc biệt cẩn thận ba gì cẩn thận như thứ nhất là thiếu giả người tuổi trẻ đều kiên cị nhất là giới chi tại sắc giới chi tại sắc đi tử quy nói không phải sách thánh hiền thì không xem kết quả hiện nay rất nhiều phương tiện truyền thông đều là truyền bá bạo lực và người dục trẻ con sau khi ô nhiễm rồi thì tâm tính rất khó trong sáng cái này phải vô cùng cẩn thận Chúng ta bậc làm cha mẹ Phải biết thay con trẻ phòng ngừa những thứ ô nhiễm này Cho nên truyền hình cũng phải thay các em tuyển chọn Không được để chúng tiếp xúc quá nhiều loại phim ảnh bạo lực và người dục này Tráng giả Giới chi tại đấu Chúng ra ngoài xã hội tuổi trẻ Sức khỏe dồi dào Rất có thể ở trong công việc dễ dàng cạnh tranh ghi xung đột với người ta cho nên vào lúc này phải tránh ở trong công việc thậm chí là ở trên thân thể sinh ra một loại tình trạng đối địch với người ta đây là việc phải cẩn thận đương nhiên chúng ta từ nhỏ nếu như hướng dẫn các em biết luôn luôn nghĩ đến người khác biết mở rộng tâm lượng của mình thì chúng sẽ không dễ dàng phạm những lỗi lầm này cuối cùng nói lão giả với Chi tại đắc Người già rồi Điều kiên kỳ nhất chính là thường hay Lo được lo mất Thực ra những chữ đắc này dịch tương đối rõ ràng một chút Chính là tham Tâm tham Tham cái này Tham cái kia Con cháu người ta lại được như thế Chúng ta lại không có Là thường hay ở trong loại tâm trạng này Rất khó vui Rất khó biết đủ Giờ lúc này chúng ta có thể thông qua một số cơ hội Nhưng lúc cha mẹ tâm trạng tương đối tốt Bắt đầu hướng dẫn họ Phải biết buông xả những chấp trước này xuống Nói với cha mẹ số tiền này Đủ dùng thì tốt rồi Gia tài đồ sộ mỗi ngày ăn bao nhiêu chứ Vẫn là ăn ba bữa Mặc dù bạn có rất nhiều nhà cửa Sau khi đầm xuống ngủ thì chiếm bao nhiêu vẫn chỉ là nằm sáu thước mà thôi cho nên đời người những thứ này phải biết đủ thường vui khiến những tâm tham này của cha mẹ có thể dần dần buông xuống điều quan trọng hơn nữa là hướng dẫn cha mẹ tiếp nhận giáo huấn thánh hiền tiếp nhận một số giáo huấn của tôn giáo khiến tâm của họ có thể an trụ vào trong lời hướng dẫn của những bậc thánh này tuổi xế chiều của họ sẽ càng ngày càng thanh tịnh càng ngày càng tự tại khi tuổi về chiều của cha mẹ có thể được như vậy thì đạo hiếu của chúng ta sẽ càng được viên mãn hơn tốt đây là chúng ta bổn phận làm con có thể trước tiên tự mình nêu gương làm cho được sau đó có thể khiến các em lấy đó làm gương Ở trong Đạo Hiếu Lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc Một chuyện đáng tiếc nhất Không có gì bằng Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng Con muốn phụng dưỡng cha mẹ Mà cha mẹ không còn Chính là khi bạn thật sự muốn phụng dưỡng cha mẹ Cha mẹ đã không còn nữa Đây chính là điều đáng tiếc Rất lớn Khổng Tử có một hầu trò tên là Tử Lộ. Tử Lộ rất hiếu thảo, thường hay đi ra ngoài xa trăm dặm gánh gạo về để cho cha mẹ của ông ăn. Và lại thường xuyên làm như vậy. Sau này ông làm quan lớn, mỗi ngày ăn cơm vô cùng phong phú, đều rất nhiều món ăn. Kết quả Tử Lộ trái lại ăn không được người ta liền hỏi ông sơn hào hãy gì đến như vậy vì sao ông không ăn tử lộ nói với mọi người ông đói những thức ăn này không thơm bằng gạo trắng mà tôi giúp cha mẹ gánh từ xa ngoài trăm dặm về hơn nữa cha mẹ tôi hiện nay cũng không có cơ hội để ăn những món ăn thịnh soạn đến như vậy Ông có thể thay cha mẹ chia buồn Ông có thể phụng dưỡng cha mẹ Loại đời sống này Ông cảm thấy vô cùng an vui Vô cùng vui thích Cho nên hành hiếu Nhất định phải làm ngay tức thì Đời sống Ở trong báo ân hành hiếu Thì nội tâm của bạn Sẽ rất dạt dào Rất An vui. Tôi có một người anh kết nghĩa, anh lớn hơn tôi đúng một con giáp. Tôi đã từng chia sẻ với anh về điểm này. Nói hành hiếu là việc hạnh phúc nhất. Anh nghe xong liền nói: Anh cũng thấy như vậy. Mẹ của anh Gần như trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây Sức khỏe luôn không tốt Cho nên từ khi anh làm công việc trong xã hội Anh đã từ chối hết rất nhiều xã giao Chỉ cần có thời gian rỗi Liền nhanh chóng Chạy về nhà Giúp đỡ cha mẹ Giúp đỡ mẹ phụng dưỡng cha mẹ Anh nói anh đã làm như vậy hơn 10 năm Trong lòng rất vui thích Mẹ của anh năm trước giảng sanh rồi sau khi mẹ của anh giảng sanh Anh có một sự thể hội sâu sắc Anh nói Sự lựa chọn hơn 10 năm nay của anh Là chính xác Là chính xác Nếu như anh hơn 10 năm này Đem rất nhiều thời gian giúp đỡ mẹ Để đem vào nhiệt xã giao Như thế thì anh nhất định sẽ cảm thấy rất hối tiếc Rất nhiều bạn bè sẽ nói Người trong giang hồ thân chẳng phải do mình quyết định thật ra đó là diện cớ bất kỳ việc gì chỉ cần chúng ta có tâm đều có thể làm rất tốt về giữa người với người có một cái bài học nhất định phải học tốt chính là học biết từ chối những xã giao không cần thiết phải biết từ chối đem số thời gian này để làm những việc quan trọng nhất của đời người làm việc có giá trị nhất cho nên ở trong từ chối có hai con ác chủ bài dùng rất tốt hai con chủ bài nào vậy một con chính là cha mẹ của chúng ta khi bạn liền muốn thì bạn để uống rượu thì bạn đi ăn tối khi ăn lại phải mất mấy tiếng đồng hồ như thế đối với sức khỏe của bạn cũng không tốt đối với sức khỏe của bạn bè có tốt hay không cũng không tốt nhiều lúc này chúng ta chỉ cần nói với họ tôi đã nhận lời mẹ tôi phải đi về ăn cơm với mẹ rồi hôm nay thành thật xin lỗi tôi không thể đi được khi bạn nói như vậy biết đâu họ suy nghĩ à mình cũng đã nửa năm rồi chưa có về ăn cơm cùng cha mẹ mình rồi bạn vừa nhắc nhở họ như vậy cũng có thể đánh thức tâm hiếu của họ vậy Đây là con ác chủ bài thứ nhất Cho nên khi bạn nói bạn phải về thăm cha mẹ Thì trên cơ bản sẽ không có người nào ép buộc bạn nữa Con ác chủ bài thứ hai chính là vợ con của mình Nếu như bạn bè muốn tìm bạn để rượu chè e bét Bạn liền nói với họ Tôi đã nhận lời con tôi Hôm nay về phải kể cho nó nghe hai câu chuyện về giáo dục đức hạnh Chúng ta đối với trẻ con Nói ra thì phải giữ lời Không được phép nói dối với trẻ con cho nên thật ngại quá tôi phải về rồi họ cũng sẽ không tiếp tục ép buộc bạn cho dù người bạn này thật sự bạn đem hai con ác chủ bài này đều đánh bạc ra rồi họ vẫn cứ muốn ép bạn thì làm thế nào thì người bạn như vậy quả thật là không thấu tình đạt lý cho nên chúng ta đối với bạn bè cần phải biết lấy bỏ cho nên cổ nhân nói tình giao hảo của người quân tử nhạc như nước vì sao nhạc vậy ở trong cái nhạc này có gì chân thật tương giao giữa bạn bè với nhau đều xây dựng ở trên một cái đạo nghĩa một cái tình nghĩa họ nhất định sẽ thể hội được bạn có rất nhiều bổn phận phải làm cho tròn cho nên họ tuyệt đối sẽ không mỗi ngày ràng buộc với nhau dính dáng nhau với bạn Họ sẽ không làm cái việc này Có thể lúc 7-8 giờ Họ sẽ nhắc nhở bạn Mau mau về nhà ăn cơm Như vậy mới có không khí gia đình Mau mau về trong nơm cha mẹ của mình Làm trọn thêm một ít tâm hiếu Cho nên trong nhà có vị chân thật Họ sẽ luôn luôn khuyên bảo bạn Cần phải làm tròn những bổn phận này của đời người Về giao hảo của kẻ tiểu nhân thì ngọt như mật ngọt như mật chính là giống như dính vào với nhau không thể tách rời ra được tại vì sao lại thân mật như vậy bởi vì họ có mục đích của họ họ có thể nhìn thấy tiền ở trong túi của bạn hoặc giả là nhìn thấy những mối quan hệ xã hội nào đó của bạn khi giao tiếp được với bạn họ sẽ có những lợi ích này cho nên trước khi bạn vẫn chưa đồng ý họ mỗi ngày cứ luôn ở bên bạn thậm chí là ở bên bạn đến canh ba nửa đêm họ cũng quyết không tự nan để đến ngày nào đó bạn đồng ý rồi tiền đem đưa cho họ rồi ký tên vào làm bảo lãnh cho họ rồi họ lập tức liền lộ nguyên hình ra ngay cho nên chúng ta lựa chọn bạn bè cũng phải vô cùng cẩn thận và hành hiếu nhất định phải biết quý trọng thời gian và khi anh em bằng kết nghĩa này của tôi, anh ấy làm như vậy cũng đã tạo ra một tấm gương vô cùng tốt cho thế hệ sau của anh. Anh nói thường xuyên về giúp đỡ mẹ và các anh em chị em của anh cũng đều có thái độ như nhau. cho nên thường hay trở về nhà đều vô cùng vui vẻ, tình cảm giữa anh em chị em cũng vô cùng tốt. cái ngày đám tang mẹ của anh Tôi cũng đến hành lễ thấp nhang Trước linh cụ củ của bà Tôi phát hiện một chuyện khác vô cùng hay Bởi vì đúng vào ngày hôm đó Con của các anh chị em đều về Tôi nhìn thấy khí chất tố chất thế hệ sau của họ Vô cùng, vô cùng tốt Toàn bộ đều ăn học rất giỏi hơn nữa thái độ đối với mọi người đều rất lễ độ Rất khiêm cung Cho nên tôi cũng phát hiện ra một chuyện từ trong thế hệ sau của họ Gia truyền tốt nhất là giáo huấn gì vậy? Là hiếu thuận Giới để Chính là anh nhường em kính Tâm hiếu của họ Đối với mẹ Thế hệ sau đều nhìn thấy sự hòa thuận vui vẻ giữa anh chị em của họ Thế hệ sau cũng học được Cho nên quả thật là Phần làm cha mẹ Biết tự mình nêu gương Thì thế hệ sau của họ Sẽ học được tấm gương rất tốt Cái mà chúng tôi Vừa mới nhắc đến là Con cái làm thế nào Hiếu thuận cha mẹ cho nên phụ từ tự hiếu cha mẹ phải biết làm thế nào dùng tự ái dùng trí huệ để hướng dẫn thế hệ sau của họ và con cái cũng phải biết thường xuyên quan tâm chăm sóc nhu cầu của cha mẹ để trọn đạo hiếu của họ như vậy là có thể khiến cái nhân luân cha con này có thể phát triển vô cùng hài hòa vô cùng viên mãn Vì làm người Trong đời này có một con người Có thể quan minh lỗi lạc Có thể hoàn thiện nhân cách Ngoài cha mẹ chỉ dạy ra Còn phải có một nhân vật rất quan trọng Trong cuộc sống Đến chỉ dạy chính là thầy của họ. cho nên dân của Trung Quốc xem trọng nhất chính là hiếu đạo và sư đạo. người xa xưa khi cha mẹ qua đời phải thủ tang ba năm, còn thầy qua đời phải tâm tang ba năm, cho nên đều là phải giữ tang ba năm chúng ta từ trong cái tang lễ này cũng có thể thể hội được thái độ của người xưa đối với thầy vô cùng cung kính cái gọi là một ngày làm thầy là cha suốt đời cha mẹ sinh ra nuôi dạy chúng ta đã cho chúng ta mạng sống thầy dùng trí huệ cả đời của họ hướng dẫn chúng ta đã cho chúng ta quỵ mạng, mạng sống trí huệ, cho nên ân đức của cha mẹ và thầy cô là chúng ta suốt đời đều cần phải ghi nhớ, đều cần phải hiếu kính đối với họ, phụng dưỡng đối với họ. Tốt rồi, tiết học hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. Cảm ơn mọi người.